Rồi mình lên hai cây mai cúc quăng diêu ghép gốc nhất thì anh em nào có thích thì liên hệ rồi chốt cho vui. Những cái này thì mình bán giá rẻ thôi cho anh em mà mua về chăm chơi nha. Quăng diêu thì anh em cũng biết rồi, nhưng mà bây giờ hiện tại thì mình cũng còn có cặp này à. Thì anh em nào có thích thì mình nhận lại luôn. Mình ghép những cái cây già cho nên là gốc đế nó này, gốc đế nó quái, thân thì nhỏ thôi, thân thì nó như ngón tay cái thôi. Thoát thân lên từ đây. Đây là cái vết ghép trên này nè, ghép có một bò nha anh em, ghép một bò. Do cái giống này là giống đực dâm đực tàn á, cho nên là cũng dễ chơi mini, cũng dễ uống. Mình lấy cái cành nhánh của nó thoải mái. Này mình đi dáng siêu. Dáng siêu cây cao 45 50 trong hai gang tay rưỡi. Thoát thân nó đó nha anh em. Máy này đỡ bằng trèo cũng ok lắm. Được cái là đỡ đẹp nữa. Chung giống. Lấy mai quăng diêu này, xanh đen dày lại gai, rất dễ nhận dạng nha anh em. Được một cặp tay thì anh em nào có mua nguyên cặp thì mình nhận lại anh em, giá nó cũng nghị. Để đấm rồi nó dựng da à, thoát thân đẹp ghê chưa. Đây, ghép chỗ đây nó liền lại hết luôn này, nó liền như cái rin này. Đó. Tại ghép nó già mùa rồi, hơn 3 năm nay rồi, nuôi được một chậu nhỏ luôn. Nên cây nó thuần chậu thì nó sẽ chậm phát triển hơn so với cây thẻ ngoài đất nha anh em. Mai Bình Định mình thì nuôi trong chậu là tiết kiệm diện tích đất đó. Số lượng nhiều mà. Mai mini rất là dễ thương. Mấy cái này trên thị trường người ta bán không phải 500-600 nghìn một cây rồi. Mình sẽ nhận giá rẻ cho anh em, cực kỳ hữu nghị luôn. Một cây mai dáng siêu và một cây mai mình đi dáng tới với nhân. Cặp này nó gần tương đồng với nhau, quay rất là chậm rãi mà nó cận cảnh rồi nha. Thân anh này cây này á, cây dáng siêu này á, là nó ngang ngón tay cái mình nha anh em. Còn cái thân mà cái cây mai giống với nhân này á, đế quái này á, là nó gần bằng cái ngón chân cái. Mình sẽ bán nguyên cặp nha anh em, tại vì giá rất rẻ rồi. Anh em mua về chăm chơi, sưu tầm giống chơi. Khu vườn mà có giống này giống nọ nó cũng hấp dẫn. Mình nhà vườn thì mình bán đa chủng loại giống cho anh em sưu tầm. Rồi xin chào á.